Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn. Không có gì phải bàn cãi nữa, Pokemon Go đang là cái tên sốt sình sịch nhất trong những ngày gần đây. Vậy nên cũng không cần phải chần chừ thêm một giây phút nào nữa, mời các bạn đến ngay với những sự thật thú vị về Pokemon Go. Pokemon Go là gì? Dành cho những ai chưa biết thì Pokemon Go là một tựa game vô cùng đặc biệt, được gọi là một trò chơi thực tế tăng cường. Những hình ảnh trong game là sự kết hợp giữa quang cảnh ngoài đời thực và những con Pokemon hoạt họa. Mẹ đẻ của Pokemon Go tất nhiên phải là Nintendo rồi. Còn người đã phối kết hợp cùng với Nintendo để nhào nặn ra Pokemon Go chính là Niantic Labs, một công ty mới ly khai ra khỏi Google năm ngoái. Ở thời điểm cách đây hơn 2 năm, cụ thể là vào ngày cá tháng 4 năm 2014, một đoạn video có tên Google Maps Pokemon Challenge đã tạo ra một sự thích thú đến điên đảo cho những Pokefan. Tuy nhiên, chẳng có ai nghĩ rằng đoạn video được chiếu vào ngày toàn thế giới chém gió đó lại có thể trở thành hiện thực sau 2 năm. Phân biệt đối xử. Nói vậy cũng hơi quá mồm, nhưng kể ra thì nhà phát hành Pokemon đi, Niantic cũng có tí bên trọng bên khinh khi cho phép những huấn luyện viên ở Úc, New Zealand và Mẽo được ăn nằm với những con Pocket Monster trước tiên. Trong khi đó, game thủ ở Âu Châu, Phi Châu, Á Châu, Nam Mỹ Châu hay thậm chí là quê hương của những con Pokemon là Nhật Bản cũng đang phải mốc mồm chờ đợi ngày ra mắt chính thức của tựa game mang theo giấc mơ thời trẻ trâu này. Không chỉ phân biệt vùng miền, công ty này còn phân biệt cả hệ điều hành khi khiến cho những Windows phong thủ phải trào nước mắt thông qua việc không hỗ trợ hệ điều hành mang tên cửa sổ dành cho điện thoại. Làn sóng Pokemon Go. Theo số liệu từ nhiều trang thống kê trực tuyến, tính tới thời điểm ngày 8 tháng 7 năm 2016, tức chỉ 2 ngày sau khi Pokemon Go được ra mắt, ứng dụng này đã được cài đặt trên 5,16% tổng số thiết bị Android trên toàn bộ lãnh thổ Mỹ, vượt xa một ứng dụng tìm gấu nổi tiếng là Tinder, đồng thời có số lượng người dùng hàng ngày mấp mé Twitter, mạng xã hội phổ biến nhất nhì tại Mỹ, bên cạnh mạng sách. Ở Mỹ bây giờ, cứ 100 người thì lại có ít nhất 3 người đang giao giết săn những con Pokemon. Không riêng gì ở Mỹ, nhiều cuồng Pokemon thủ ở Việt Nam cũng đang tìm đủ mọi cách để vượt rào với mong muốn được cầm đèn chạy chiếc công nông mà chẳng mảy may gì đến nguy cơ bị khóa tài khoản vĩnh viễn cũng như việc khiến cộng đồng gamer Việt bị dính quả bạ lây. Chơi game chưa bao giờ tuyệt đến thế. Từ nay, bố mẹ bạn sẽ có ít đi một lý do, ít đi một cách phàn nàn để cấm đoán bạn chơi game. Chỉ ít thì là với Pokemon Go. Đối với những tựa game khác, để có được thành tích ấn tượng, cách duy nhất là cắm mặt vào màn hình máy tính hoặc điện thoại suốt từ ngày này qua tháng khác. Thế nhưng, đối với Pokemon Go, đó sẽ là những cuộc phiêu lưu thật đến từng cộng lông khi mà bạn phải xách mông, điện thoại cùng với cục sạc dự phòng ra đường để có thể lên level trong game. Ngoài cho bạn những phút giây thư giãn, cơ chân, cơ mông cuồn cuộn, Pokemon Go còn trang bị cho bạn những kỹ năng sinh tồn tuyệt đỉnh, cùng với việc cải thiện khả năng đa nhiệm tưởng như chỉ có trên các thiết bị điện tử. Bằng chứng là bạn phải vừa nhìn bản đồ trên màn hình điện thoại để có thể định vị Pokemon, vừa phải tranh chiến tài vật, xe cộ đang di chuyển trên đường, vừa phải cảnh giác trước khả năng người ở lại điện thoại đi nhé, đồng thời lo bắt Pokemon và thậm chí là còn phải trích ra một khoảng thời gian nho nhỏ để mà còn chơi gái nữa chứ. Bên cạnh đó, các nhà mạng cũng trở nên hoan hỉ lạ thường khi mà số lượng tin nhắn đăng ký 3G tăng đột biến. Các Uber hay Grab bay thủ thì hí hửng vì kiếm thêm được tí thu nhập từ việc chuyên chở những huấn luyện viên lười để bắt Pokemon. Pokemon và những tình huống giờ khóc giờ cười. Nhà phát hành game Niantic Labs không muốn tốn thêm hàng triệu đô la chi phí cho việc định vị toilet, bàn thờ, chỗ nhạy cảm, khách sạn hay thậm chí là những nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập kỳ Nhà Trắng. Chính vì thế mà có nhiều tình huống giờ khóc giờ cười đã xảy ra khi những chú Pokemon khó đỡ đã chịu khó rút vào những vị trí khó đỡ vừa nêu bên trên. Bên cạnh tiết mục khó đỡ, Pokemon Go mang đến cho những game thủ nhiều trải nghiệm khá là toát mồ hôi hột. Từ nỗi lo sợ bị giật mất điện thoại, cho đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi một huấn luyện viên ấm đầu dừng xe để bắt Pikachu trên đường cao tốc. Từ việc một game thủ phát hiện ra xác chết nửa lình bềnh trên sông trong khi đang tìm kiếm Pokemon, cho đến việc những tên tội phạm lợi dụng tính năng thả thính trong game để thả thính những game thủ nai vàng ngơ ngác và thực hiện hành vi tội phạm của mình. Tạm thế đã, hẹn gặp lại các bạn khi Pokemon Go chính thức cập bến Việt Nam nhé. Kiếm tiền online trên YouTube và những điều bạn chưa biết. Quay trở lại với kiếm tiền online trên YouTube. Rõ ràng là các bạn xem video của bọn tớ 100% free đúng không? Nếu có trả tiền thì cũng là trả tiền cho công ty điện lực và tiền internet cho nhà mạng. Thế cái 4.000 đồng thu nhập thụ động của tớ chui từ đâu ra? Nói một cách đơn giản nhất thì các nhà quảng cáo cũng tiền cho YouTube để đưa sản phẩm của mình đến với công chúng.
YouTube đặt những quảng cáo đó lên video của những nhà sáng tạo nội dung đầy đẹp trai và khoe lang của họ, tức chúng tớ, đồng thời trả công cho chúng tớ vì đã giúp quảng bá cho sản phẩm cũng như thương hiệu của các nhà quảng cáo, khách hàng của họ, một mối quan hệ cộng sinh đúng nghĩa. Đấy, vậy là rõ rồi nhé, tiền kiếm được của các channel trên YouTube gần như không phụ thuộc vào